Anh Tuấn ạ, à, chúng em đang chuẩn bị để đóng gói cái bộ dao mà anh đặt cho nhà hàng của anh. Chúng em chúc cho nhà hàng luôn đông khách ạ. À, đây là ba cái con dao chặt các loại. Đây là ba con dao thái, trong đó cái con màu trắng trắng ở giữa là dao thép, dao bổ thép. Còn đâu hai cái con dao thái ở hai bên cạnh con trắng đấy thì là dao thép nhíp. Cái dao dao này là cái dao bản to, còn cũng là dao thái thép nhíp bản nhỏ thì có hai con ở dưới này. Hai con dao lọc thịt như anh đặt, hai con dao nhặt rau ạ. Chúc nhà hàng hoạt động luôn luôn đông khách anh nhá. Vâng, cảm ơn anh ạ.